xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết 12 giờ trên đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tình trạng mưa và rét lại xuất hiện trở lại trên khu vực Bắc Bộ. Nguyên nhân là do khối khí lạnh từ phía Bắc được tăng cường trở lại và lệch ra phía biển, mang theo một lượng ẩm tương đối lớn vào trong đất liền. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của vùng hội tụ gió trên mực 1.500m đã khiến cho mưa xảy ra nhiều nơi trên khu vực Bắc Bộ. Nằm trong khối khí lạnh kết hợp mưa ẩm sẽ khiến cho nền nhiệt độ khu vực giảm nhanh chóng, trời rét buốt với mức nhiệt độ cao nhất ngày ở dưới ngưỡng 16 độ. Thậm chí sang ngày 30, không khí lạnh còn được tăng cường sâu xuống phía Nam, nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa, đồng thời thì nền nhiệt độ giảm sâu thêm. Tình trạng rét đậm có khả năng xảy ra trên diện rộng và vùng núi thì còn có rét hại. Ngày 31, không khí lạnh có cường độ ổn định dần nên mưa giảm xuống diện vài nơi, nhưng trời vẫn tiếp tục nhiều mây và âm u. Phải sang đến những ngày đầu năm mới, không khí lạnh sẽ suy yếu và di chuyển ra phía đông thì nền nhiệt độ mới tăng nhanh. Và ban ngày trời đôi lúc giảm mây và hửng nắng, rét đậm rét hại trên diện rộng sẽ chấm dứt. Ở miền Trung, không khí lạnh tăng cường xuống khu vực tạo đới gió đông bắc vòng qua biển, tích nhiều hơi ẩm và tác động vào địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ mang đến mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, tuy nhiên thì lượng mưa không nhiều. Mưa và tác động của không khí lạnh khiến cho nhiệt độ tại Bắc Trung Bộ vào ngày 30 và ngày 31 giảm xuống dưới mức 15 độ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Riêng khu vực Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Phú Yên cho đến Ninh Thuận, trời ít mưa, có nắng, nhiệt độ vào lúc trưa và chiều vẫn đạt mức từ 28 cho đến 30 độ. Đến ngày 1 tháng 1 thì không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông, nên mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ giảm xuống diện vài nơi và nhiệt độ tăng dần. Tuy nhiên thì khu vực Trung Trung Bộ và phần phía Bắc của Nam Trung Bộ có khả năng lại xảy ra mưa rào và dông do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông ở trên cao. Lui xuống phía Nam đến tới khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong 3 ngày sắp tới, các khu vực này có thời tiết ít có sự biến đổi và đặc trưng cho mùa khô ở nơi đây, nên nhiệt độ cao nhất ngày rơi vào khoảng từ 27 cho đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 32 cho đến 33 độ ở Nam Bộ. Riêng miền Đông Nam Bộ có thể đạt mức 34 độ. Và để biết cụ thể về thời tiết trong 3 ngày tới trên cả nước, mời quý vị cùng theo dõi phần dự báo ngay sau đây. Tại phía Tây Bắc Bộ, 2 ngày tới trời nhiều mây, có mưa rào rải rác. Trong ngày 30 và ngày 31 thì mưa giảm xuống diện vài nơi. Đêm và sáng trời rét đậm, có nơi rét hại. Mức nhiệt độ cao nhất ngày từ 16 cho đến 19 độ. Đến ngày 1 tháng 1 thì trời chỉ còn mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, rét đậm rét hại chấm dứt. Nhiệt độ tăng lên mức từ 17 cho đến 20 độ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, 2 ngày tới trời nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Ngày 31, mưa giảm xuống diện vài nơi, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức từ 14 cho đến 17 độ. Từ ngày 1 thì mưa giảm và trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên ngưỡng từ 17 cho đến 20 độ, trời ấm hơn. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trong ngày 30 và ngày 31 thì trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét, phía Bắc trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất dao động từ 16 cho đến 23 độ. Sang ngày 1 tháng 1 thì phía Bắc mưa giảm xuống diện vài nơi, phía Nam tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ tăng dần, phổ biến từ 18 cho đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận trong 2 ngày tới trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam thì mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24 cho đến 30 độ. Sang ngày 1, mưa tăng lên về diện và lượng, mở rộng từ Đà Nẵng trở vào cho đến Khánh Hòa, nhiệt độ giảm nhẹ xuống khoảng 1 độ. Khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới phổ biến không mưa ngày nắng, nhiệt độ trưa chiều ổn định trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ từ ngày 30 tháng 12 cho đến ngày 1 tháng 1 thì mây thay đổi, phổ biến không mưa ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng 30 cho đến 33 độ. Trở ra thủ đô Hà Nội, tại đây trong 2 ngày tới trời nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, sang ngày 31 thì mưa giảm xuống diện vài nơi, trời rất đậm, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ đạt từ 14 cho đến 17 độ. Từ ngày 1 thì mưa giảm, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng 17 cho đến 20 độ, trời ấm hơn. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển, trong 3 ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc hoạt động rất mạnh. Ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, gió hoạt động ở mức cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, thời tiết không an toàn cho các hoạt động hàng hải.
Trong khi đó, khu vực Nam Biển Đông, gió cũng hoạt động ở mức cấp 6, giật cấp 7, gây biển động và sóng cao từ 3 đến 4 mét, gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền. Bà con ngư dân tuyệt đối không ra khơi để đảm bảo tính mạng và tài sản. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.